dưới để chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Những ngày được nghỉ như thế này, ngoài việc tự học thêm ở nhà thì các bạn cũng có rất nhiều thời gian rảnh đúng không? Những thời gian rảnh đấy thì các bạn nhớ xem video của Hà Sang để giải trí nhá. Và ngày hôm nay các bạn hãy cùng giải trí với Hà Sang với tựa game Ám Sát Nhà Vua phần 2. Và nếu các bạn là fan chân chính của Hà Sang thì đừng quên cho Hà Sang một like, một đăng ký và một chia sẻ nhá. Đây, ngày hôm nay ở phần 2 này thì mình hóa thành một tên gọi là một tên nhìn rất là gian manh các bạn ạ. Còn ông vua này thì quá già rồi, nhưng mà ông đấy rất độc ác. Ông đấy vẫn muốn mình là ý là giữ ngôi vua, hiểu không? Không muốn nhường cho ai hết. Mặc dù già rồi, quẫn trí đầu óc gọi là hơi bị lơ tơ mơ rồi các bạn ạ. Đấy, và mình sẽ có nhiệm vụ là sẽ phải ám sát ông vua này nha. Ám sát khiếp, mình dùng con dao gì mà nó không được thẳng thế nào và nó cong thế kia thì làm sao mà ám sát được. Mặc dù ông này già rồi nhưng mà ông này đi rất là nhanh. Ui, mà ông này suốt ngày cảnh giác rất là cao đây này. Giết này, giết. Ha ha, cười. Úi, sợ thế. Giết này, giết. Ơ, giết đi chứ. Giết, 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 giết. Ha 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 ha. Thế là mình đã lấy được ngôi vua rồi. Ping ping ping. Ôi trời ơi, ông vua này mặc quần màu hồng. Thằng này là anh em sinh đôi với mình này. Các bạn thấy không? Mũi nha giống hệt nhau luôn. Nhưng mà nó đi đằng sau mình làm gì nhở? Thôi chết rồi, nó định giết mình. Trời ơi, nó cầm cái búa sắt to như thế mà cuối cùng mình lại chủ quan. Ý, cái thằng mắt quầng thâm này nhá. Ghét ơi là ghét rồi đây này. Có làm gì đâu. Ý, nhìn mặt mình với nó giống hệt nhau. Thế mà sao mà... trời ơi, nó phát hiện ra rồi. Thằng này nó rất là trẻ nên là nó rất là tinh nhanh. Này, toang cho người toang luôn. Trời ơi, buồn ơi là buồn. Lại nha. Âm thầm và lặng lẽ thôi, nhẹ nhàng, từ từ. Sợ thế. Nó ngẩng mặt lên đâm ra mình rất là sợ. Đấy, mình đã biết ngay rồi. Mỗi lần mà mắt nó đảo xuống là lúc đấy nó chuẩn bị quay lại. Đấy. Cẩn thận này. Cẩn thận này. Xong. Trời ơi, làm sao mà thoát khỏi tay ta. Đây là ai đây? Một ông quản gia của mình à? Sao mắt ông ấy lòi ra thế? Sợ hết cả hồn luôn. Trời ơi, vào ngục luôn. Đây lại là một tên này như là ông tổng quản ý. Nhìn cũng xấu xấu. Trời ơi. Ô mình. Hả? Ông này á, bê đê à? Lại còn thành là cặp đôi ông già bà già nữa. Lại còn có hai đứa trẻ nữa kìa. Trời ơi, số phận nhà vua. Vua ơi là vua. Rồi, giờ ta sẽ thành vua. Đây là cung điện của ta. Một cung điện rất là dài. Lại là thằng anh em sinh đôi của ta. Nó định giết ta đấy mà. Cho ngươi chưa? Thấy chưa? Vào ngục luôn. Đây, nằm đây nha, đến già luôn. Có một thằng hề này. Thằng hề này cầm dao. Nhưng mà này, mình chưa kịp nghĩ mà nó đã giết mình luôn. Nó còn ném. Đây là nhà hố xí à? Một ông ở hố xí nó ném. Thằng hề này rất độc ác. Nó ném cái vương miện chết một cái ông luôn. Còn cái ông này là ông nào không biết đây. Ông này là ông quản gia. Mắt ông lòi ra sợ. Ơi là sợ luôn. Được rồi, nước à? Ok, ta sẽ uống. Nước này là thuốc độc. Trời ơi. Ông này quá là độc ác và nguy hiểm thế. Nhìn mặt xấu xa thế kia cơ mà. Thì giết ta. Trời ơi, mắt ông này nhắm. Thế bây giờ làm thế nào để ông đấy chuẩn bị quay lại nhở? Sợ ơi là sợ luôn ý. Trời ơi, ông này không có một dấu hiệu gì luôn. Mắt ông này nhắm nhắm thế này ấy, thì làm sao mà biết lúc nào ông ấy quay lại được. Phải nhìn kỹ này. Trời ơi, sợ ghê không. Có lúc mắt ông ấy mở to nhá. Sợ lắm ấy. Ui, bây giờ ông Bye!
suốt ngày muốn hãm hại mình. Ơi, nó mắt nó đen xì thâm quầng, chỉ là nghĩ làm sao mà cướp được ngôi vua đấy các bạn ạ. Số nó khổ ơi là khổ. Lại là cái ông này, ta biết ông rồi, mắt lòi ra thế kia. Ơ này các bạn ơi, mình già hơn rồi hay sao ấy? Lại là cái thằng hề này, cho người vào tù luôn. Đấy, rất nhiều bộ xương ấy, toàn là những bộ xương của những người hãm hại mình thôi. Ông này không biết ông này có tốt không nhỉ? Áo vàng, mình thích uống nước đỏ đấy. Chắc là ông ấy tốt đấy. Ô, hóa ra ấy, khi mà ông ấy cho mình uống thuốc này ấy, thì mình trẻ hơn, nãy mình thấy mình có râu cơ mà. Này, lấy đâu, bắt hết luôn. Lại là cái thằng hề này, hề phải mang niềm vui chứ. Định ám sát ta, ám sát. Ôi, không kịp rồi, trời ơi. Thực ra bản thân mình là một ông vua rất là tốt các bạn ạ.